Thưa quý vị, nhiều trang báo tiếp tục cập nhật thông tin về phiên xét xử các bị cáo liên quan đến vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên, 22 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hồi Tết Nguyên đán năm 2019. Phiên tòa được xét xử lưu động trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12. Theo ghi nhận của báo chí, thì trong ngày xét xử thứ hai, khi khai báo trước hội đồng xét xử, bị cáo Vì Văn Toán bị cáo buộc chủ mưu trong vụ bắt cóc, hiếp dâm và sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Nói Bùi Văn Công là người đề xuất bắt và cũng chính là người ra tay sát hại nữ sinh này. Báo Thanh Niên đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vì Văn Toán thừa nhận cơ quan tố tụng truy tố về tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội. Toán thừa nhận bị cáo sai lầm đã gây ra thương vong cho gia đình bị hại. Bị cáo rất hối hận vì những gì mình gây ra. Một phần cũng vì tiền nong, mua bán ma túy với mẹ Cao Mỹ Duyên không sòng phẳng nên xảy ra sự việc. Viện kiểm sát truy tố đúng người đúng tội đối với bị cáo. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn xin bố trí công việc mới, thông tin được nhiều trang báo đưa tin. Trước đó, trung tuần tháng 12 năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 11 năm 2015, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ. Với trách nhiệm là Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, ông Tuấn ưu ái nâng đỡ không trong sáng bà Trần Phủ Quỳnh Anh khi ra các quyết định về công tác cán bộ vi phạm quy định của Đảng và nhà nước, như là tiếp nhận điều động bà Trần Phủ Quỳnh Anh từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp về làm công chức chuyên môn, trong thời gian rất ngắn bổ nhiệm làm phó phòng, trưởng phòng, đề nghị quy hoạch chức danh phó giám đốc sở. Do đó, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng của ông Ngô Văn Tuấn. Tiếp đó, Thủ tướng cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tuấn. Theo thông tin của báo VN Express, nửa năm sau khi bị hủy quyết định làm chánh văn phòng Sở Xây dựng, ông Ngô Văn Tuấn, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, xin được bố trí công việc mới. Trong đơn, ông Tuấn mong muốn được bố trí làm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Ông Tuấn hiện đang là chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức tổ trưởng tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Quy hoạch Xây dựng Phát triển Đô thị và Nhà ở, sau khi bị cách mọi chức vụ trong Đảng, cách chức Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần thứ hai ông Ngô Văn Tuấn đề nghị chuyển công tác khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Tháng 3 năm 2019, ông đề đạt và được chấp thuận bổ nhiệm làm chánh văn phòng Sở Xây dựng Thanh Hóa. Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa hủy quyết định bổ nhiệm ông Tuấn theo nguyện vọng cá nhân vì ảnh hưởng dư luận quá lớn. Tiêu điểm báo chí chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, kể từ năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ nghiêm cấm toàn bộ hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong người. Ngoài ra, luật còn quy định rõ các khái niệm rượu, bia. Theo đó, độ cồn là số đo chỉ hàm lượng cồn thực phẩm có trong rượu, bia tính theo phần trăm thể tích. Độ cồn được đo bằng số ml ethanol nguyên chất trong 100ml dung dịch tại 20 độ C. Báo Dân Trí trích dẫn luật phòng chống tác hại của rượu bia không chỉ cấm điều khiển ô tô khi có nồng độ cồn theo quy định cũ, mà mọi hành vi điều khiển phương tiện giao thông, bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, như ô tô, máy kéo, xe máy điện, mô tô và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ như xe đạp, xích lô, xe lăn, xe xúc và kéo cũng sẽ bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, hiện đang có một số ý kiến cho rằng cũng cần có các quy định cụ thể hơn nữa, mức nồng độ cồn tuyệt đối 0%, bởi trong thực tế với một số thuốc chữa bệnh, thực phẩm, nếu người tiêu dùng chưa sử dụng cũng có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm vượt quá 0% khi dùng máy đo nồng độ khí thở. Một thông tin vui vừa được các trang báo chuyển tải. Phở và gỏi cuốn của Việt Nam đã lọt vào danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới của CNN. Gỏi cuốn đứng vị trí thứ 30 và phở là thứ 28. Tuy nhiên, thì cách sắp xếp của CNN cho thấy đây là số thứ tự, không có vị trí cao thấp, vì các món ăn là những đại diện độc đáo của các nước hoặc là các khu vực nên không thể so sánh được. Báo Tuổi Trẻ đã đăng tải đoạn giới thiệu của CNN về hai món ăn của Việt Nam. Gỏi cuốn là một món ăn nhẹ được cuốn với thịt heo, tôm, trầu thơm, bún và một số thứ khác bằng bánh tráng, không cần giữ lạnh. Món ăn này thuộc dạng ít thịt. Người ăn sẽ cảm nhận được hương vị tươi mát của rau thơm trong miệng khi chấm cùng với tương ngọt được làm từ đậu phộng xay. Món ăn này dễ làm và luôn khiến cho bạn muốn ăn thêm nữa. Phở là đặc sản dân tộc của Việt Nam. Đây là một món ăn có nước dùng, thường là nước dùng gà hoặc là bò, ăn cùng với bánh phở tươi, thêm chút rau thơm. Các nguyên liệu kết hợp với nhau tạo ra hương vị độc đáo, một món ăn ngon miệng và cũng rất cân bằng.